Rồi về các bác, thì ở cái chế độ video này ấy, thì con HTC U11 ấy, nó có mấy cái tùy chọn như này này. Đây này, thứ nhất là về cái âm thanh nhé. Âm thanh này thì nó có cái 3D âm thanh này và dome âm thanh. Thì cái chế độ này bên con V50 nó không có, cho nên em chỉ để nó ở cái chế độ là Hi-Res Audio thôi nhé. Và ngoài ra cái chất lượng video của nó thì nó có cho mấy cái lựa chọn như này này. Mấy cái thấp thấp này không nói nhé, thì em sẽ chọn từ cái Full HD trở lên. Thì Full HD ấy, thì nó có Full HD 30 fps đấy, 30 này, 60 này đấy, chỉ có thế thôi, 30 60 ở Full HD. Và tiếp theo là một cái chế độ là chế độ 4K. Thì ở cái chế độ 4K này nó không cho chọn 60 fps, thì chắc chắn nó chỉ có 30 thôi đấy. Có nghĩa là em sẽ chỉ so sánh nó là Full HD 30, Full HD 60 và 4K 30 đấy. Ngoài ra thì các bác cũng biết ở đây con LG thì nó có rất nhiều những lựa chọn như này đấy. Ok chưa? Đó, cho nên là con V50 thì nó có đủ đủ cái lựa chọn cho mình. Và ngoài ra ấy thì là cái con U1 này ở cái chế độ quay phim ấy, nó cũng không cho cái tùy chọn là bật tắt HDR, cho nên ở cái con V50 em cũng tắt đi luôn. Đấy, em tắt cả cái này luôn. Đấy, tất cả ghi đều đặn luôn để coi như là nó là gần như tương đương với cái con U11 này. Đấy, để các bác xem được là nó thực tế nó như thế nào. Rồi, ok. Rồi ok các bác, thì đây là cái video bằng cam sau 1080 30 fps nhé. Cái này thì con Hu 11 nó có ba cái chế độ là 1080 30 và 1080 60 và 4K. Thì em chỉ quay ba cái chế độ đấy thôi. Thật sự là cũng không muốn test cái chế độ chống rung đâu, tại vì chắc chắn là con U11 sẽ không thể bằng con V50 được. Con U11 nó quá cũ rồi. Đây sẽ cho mấy cái cao cái bông hoa này như thế nào. Đó. Nếu như mà trên thực tế em nhìn ở thực tế thì đúng là cái con V50 nó cho cái màu nó thực với thực tế hơn. Còn độ chi tiết thì em thấy đấy, con U11 có vẻ ngon hơn. À, đi vào cái chỗ sâu sâu này xem thế nào nào. Đó. Đó, ok, đi tiếp nào. Đi một đoạn nữa, thực ra chỗ đoạn này nó không có nhiều hoa lắm các bạn, cho nên là mong các bác thông cảm. Đây. Đây các bông hoa. Ở hai con đều cháy sáng hết. Ok, đi tiếp. Thực ra đi bộ như này các bác cũng biết được cái độ chống rung của hai con như nào rồi. Không cần phải chạy nữa vì cho mệt. Đây, đây có mấy bông hoa. Hoa này nữa. Để các bác biết được. Đây. Rồi, ok các bác. Đây. À, có cái hoa gì các bạn đoán không, quay cái hoa vớ vẩn thôi, hoa to hơn này. Đó. Ok đấy. Thôi thế thôi các bác, em sẽ chuyển sang cái 60 fps nhé. Rồi ok các bác, thì đây là cái video 60 fps 1080. Vừa nãy là cái 30. Thì khi mà chuyển sang 60 ấy, thì cái con V50 nó sẽ tối hơn. Đó. Chạy đâu lại? Chạy đâu? Không về chơi với em. Thế nào? Thế nào xem nào, mình đang quay phim vậy. Đây. Đây có một cái bông hoa màu tím. Thì trên thực tế thì cái con V50 vẫn cho cái màu nó tím tốt hơn, tại vì cái màu tím nó hơi khó. Đây, quay trở lại cái bông hoa màu trắng lúc nãy xem là nó thế nào. Đây. Ok, cái con U11 cảm giác vẫn chi tiết hơn các bạn. Con V50 nó bắt lét cái bông hoa màu trắng đấy không được sao vậy? Ok, kệ mẹ đi. Tiếp tiếp xem có cái gì nữa không. Đây, quay lại cái chỗ lúc nãy. À, đây có mấy cái bông hoa một. Đó.
Đó, đây có một cái bông hoa màu hồng, hồng hồng đậm luôn. Đó. Đó thì cái đậm này thì nó cũng nát bét hết các bạn. Cảm giác con ui một vẫn tốt hơn. Rồi ok, không ăn. Chúng ta đi tiếp nào. Ok. Đây, quay mấy cái bông hoa đồng nội này nữa thôi. Ở đây nó chỉ có mấy loại hoa thôi cho nên là không nhiều, đều cháy hết các bạn. Gần tí nữa xem nào. Ôi trời, cháy hết, không ăn thua. Rồi ok, sẽ đi một đoạn nữa để chuyển sang 4K nhé. À, trong này có mấy bông hoa. Trong này có mấy bông hoa các bạn. Đi vào đây. Đây rồi. Trong này có mấy cái bông hoa. Tự xem nào. Ba ba, chúng mình chơi ở đây này thì khó. Cháy bét hết các bạn, không hiểu thế nào. 60 FPS mà cháy hết, không có bay, không có cái nào mà lấy chi tiết của bông hoa này cả. Đó. Đâu chơi chiến nào? Không có nào lấy được các bạn. Rồi, ok các bác, em sẽ chuyển sang chế độ 4K nhé. Ok các bác, thì đây là cái chế độ 4K. Thì nó vẫn thế thôi, vẫn nắp bét thôi. Chả có thay đổi gì cả. 4K này chỉ có 30 thôi nhé. Thế nào cũng ngã chứ mày ạ. Không ngã đâu. Thế con chó cắn đấy bốp. Chạy điều khác rồi các bạn, chó nó cắn chết. 4K mình ra cái đường lúc nãy. Ok. Hãy cái gì? Vẫn cháy hết các bạn. Đi, chạy trước đi. Hai thằng này chạy trước đi nhanh. Đi một đoạn nữa đi. Rồi mình sẽ chuyển sang cái cắm trước xem thế nào. Thực sự là cái con U11 này nó chỉ có mỗi cái một cam chính thôi, nên không thể so sánh được mấy cái cam kia nữa. Đó. Ok. Trở lại cái bông hoa này xem nào. Cái bông hoa. Đây gọi quê mình gọi là bông hoa hòe. Thì nó vẫn cứ nát bét thế thôi. Ôi trời. Cảm giác là con nuôi một nó cho cái chất lượng tốt hơn đấy các bạn. Thôi không sao, mình cứ quay thực tế thế nào thì mình để thế thôi. Ok. Chẳng có gì quay các bạn, quê chán quá, quê không có hoa hết gì cả. Rồi ok các bác, em sẽ chuyển sang cái cam trước nhé. Rồi ok các bác, thì đây là cái video bằng cam trước. Hai con này chỉ đến 1050 30 FPS thôi. Thì như trên màn hình ấy thì em thấy là cái con HTC U11 nó cho cái chất lượng có vẻ tốt hơn. Màu sắc rồi chi tiết nó ổn hơn rất là nhiều. Đấy, các bác có thể thấy. Đó. Đây là cái trên cái màn hình điện thoại thôi. Còn ghép lại thì em cũng chưa biết được. Tại vì em muốn lấy một cái gì đó nó rất là thực tế cho các bác biết thôi. Đó. Như cảm giác của em thì là cái con U11 nó ổn hơn. Lấy xuống cái chỗ này xem mấy cái bông hoa vớ vẩn này. Đó. Bắt bằng cắm trước đi nha các bác. Nhìn trên màu sắc cái thứ thì con U11 nó cho ổn hơn. Đó. Đi lại chỗ này mãi các bạn.
Ok. Không có cái gì quay quay nữa. Đây. Các bác, nói chung là cái cam trước thì con LG thì từ bao lâu nay thì nó vẫn tệ thế thôi. Có mỗi đời con G8 thì nó cải thiện hơn một chút xíu, nhưng mà hiện tại em con G8 của em cái camera của nó đang có vấn đề nên em không lấy ra đây để em so sánh được, nhưng mà chắc chắn cam trước của con V50 này nó kém hơn con G8 một chút xíu. Đã. Nhưng mà công nhận là cái cam trước của cái con U11 này nó ngon hơn. Đấy, các bác thấy không? Quá kinh luôn. Một con điện thoại ra đời sau con V50 cũng phải tầm 2 năm ấy mà nó đã làm được thế rồi, mà LG nhà mình ra sau mà cái camera còn kém hơn. Cảm giác là còn kém hơn. Đó. Rồi ok các bác, thế là các bác đủ hiểu rồi. Rồi ok các bác, thì đây là cái video 1080 30fps nhé, giữa cái con V50 và con U11. Đó thì hai con này là em đã lau cái kính cam rất là mới rồi nhé, rất là sạch sẽ rồi. Cho nên là các bác yên tâm về cái độ sạch sẽ của cái kính cam nhé. Đây đang để ở Full HD 30fps thôi nhé. Tại vì con U11 nó sẽ có 30fps, 60 và 4K. Thì em sẽ quay từng nấc như thế. Đó thì đây các bác có thể thấy này. Đây là cái mấy cái bông hoa này. Đó. Rồi. Đó thì ở cái chế độ Full HD 30fps như này này. Thì em thấy là các bác có thể thấy nhìn thấy đằng sau kìa. Đằng sau cái hai cái cây thông này kìa. Thì con V50 bên này nó cho cảm giác cho cái chi tiết tốt hơn, và cái màu của cái cây thông đấy ấy, thì lại cái con U11 có vẻ là nó gần với thực tế hơn. Đấy là nhìn trên màn hình thôi nhá, thì còn trên đấy là em đang nhìn trên cái màn hình điện thoại thôi, còn không biết là khi mà đưa lên cái video ghép nào thì nó như nào thì em chưa rõ, tại vì công nghệ màn hình hai con này nó khác xa nhau quá. Rồi ok, em sẽ đi vào cái nơi tối hơn một chút. Ok các bác, thì đây là cái chỗ tối hơn. Thì đây các bác có thể thấy này, nếu như mà kể ra thì ở cái khung cảnh này ấy, thì con V50 nó lại cho cái chi tiết tốt hơn. Con U11 thì nó cho hơi ngả vàng và nó hơi cái bông hoa nó hơi bị cháy một tí. Đấy. Nói cho các bác biết thêm là cái hai con này đang gắn trên cái giá đỡ nó rất là chắc chắn nhá, và nó sẽ không bị ảnh hưởng của việc mà tay em rung hay là mỗi tay nó rung khác nhau đâu, cùng trên một cái giá đỡ mà. Thì ở cái đầu video, ở cái video trước ấy, em đã có cho các bác xem rồi đấy. Đó, ở nơi tối hơn này. Đó. Rồi ok, em sẽ đi tiếp, và bây giờ em sẽ thử chạy một đoạn xem khả năng chống rung của hai con này như nào nhá. Chạy nào. Ok, đang chạy được các bác. Đó thì đấy các bác có thể thấy đấy. Thì đúng là trên màn hình thì con V50 nó vẫn chống rung tốt hơn, nhưng mà cũng chưa biết đâu được các bạn. Con LG nhà mình nó vẫn cứ ảo lắm. Đây có một cái bông hoa màu trắng của cái hoa cà ấy, nhưng mà ở đây ít hoa quá các bạn. Nói chung là dịch dã này cũng không dám chạy đi đâu xa. Thì các bác thông cảm nhé. Em sẽ lại một cái chỗ có chữ xem là chi tiết là thế nào. Này. Đây các bác có thể thấy này. Đó. Chữ này. Rồi, chỗ này cũng có một chữ nữa này. Hơi tối hơn một chút. Đấy, hơi tối hơn một chút. Đó. Rồi ok các bác, thì bây giờ em sẽ chuyển sang cái 60fps nhé. Đấy. Vẫn để Full HD và chuyển sang 60fps. Rồi ok các bác, thì đây là cái em đã chuyển sang Full HD 60fps rồi nhé. Thì như em chuyển sang như em thấy trên màn hình ý, thì là cái con V60 nó lại tối đi rất là nhiều.
Đấy, các bác có thể nhìn cái xe tải đằng xa kia. Con U11 nó cho cái độ sáng nó lớn hơn rất là nhiều. Đó. Đó, đó. Rồi, em sẽ chạy chạy cái đoạn này đi, tại vì cái đoạn này nó tối. Chạy nào. Ok, chạy thế là được rồi. Đấy, thì các bác có thể thấy là nó đang như thế nào. Đó, thực sự là khi mà chuyển sang cái 60 FPS ấy, thì cảm giác là con U11 nó lại có vẻ ngon hơn các bạn. Đây, các bác có thể nhìn thấy này, cái lá cờ này. Đấy, nó cho cái màu đỏ, tuy nó được hơn cái thực tế một chút, nhưng mà cảm giác là chi tiết nó tốt hơn. Các bác có nhìn cái phần lá cây này. Đấy, các lá cây nó cũng cảm giác con U11 cho cái chi tiết tốt hơn. Đây, hoàn toàn bằng cam gốc nhá, em sẽ không dùng cái Gcam đâu, tại vì Gcam mỗi bản nó sẽ mod cho một cái nó khác nhau, cho nên là nếu mà so sánh Gcam thì nó không khả thi và nó không phản ánh đúng được. Đó, thì sẽ trở lại cái bông hoa lúc nãy. Clip nó có thể là khá là dài, các bác cứ từ từ mà xem thôi, chứ bây giờ không quay nhiều thì cũng không biết được. Đây, các bác có thể thấy cái bông hoa lúc nãy đây. Chúng tôi tối đi thế nào. Đó, thực sự là con V50 tối hơn hẳn rồi các bạn. Đó. Nhưng mà nếu mà tính đến độ chi tiết thì con V50 vẫn hơn. Đó, các bác có thể thấy đấy. Đó. Đó, các bác có thể thấy chưa? Đó. Chiếu lên cái tán lá này xem nào. Đó, các bác có thể thấy này. Thực sự là về bình phẩm thì cái camera nào tốt hơn ấy thì em sẽ để cho các bác tự nhận xét thôi, chứ mỗi người một cách nhìn, một cái con mắt khác nhau thì không thể nào mà lấy cái ý kiến cá nhân của em ra để mà so sánh cho tất cả mọi người được. Đó. Thì các bác cũng có thể nói là cái con V50 nó đã con U11 nó đã quá cũ rồi, không thể so sánh được với con V50, nhưng mà tùy trường hợp các bạn nó vẫn có thể hơn đấy. Đây này, các bác nhìn thấy này. Đây nhá, trong cái trường hợp này là ở lúc nãy ở 30 FPS, em cảm giác là con V50 nó cho chi tiết tốt hơn. Nhưng mà khi mà chuyển sang 60 FPS ấy thì cái đằng sau kia kìa, hay đằng sau kia, con U11 nó lại cho cái chi tiết tốt hơn rất là nhiều. Đó, con V50 bị bệt, con U11 là nó chi tiết tốt hơn. Đó. Ok, em sẽ chuyển sang 4K phát nữa xem thế nào nhá. Con U11 nó chỉ lên được 4K 30 FPS thôi. Rồi, ok các bác, thì đây là cái video 4K 30 FPS nhá. Con U11 nó chỉ lên được đến 4K 30 thôi. Thì thực tế là con U11 nó vẫn sáng hơn các bạn. Không hiểu là thế nào, nhưng mà đây, các bác sẽ quay lại những cái khung cảnh lúc nãy thôi. Đó. Đó, các bác có thể thấy đây, 4K rồi đấy, gần lại một chút nữa xem thế nào. Đây. Ồ, gần lại thì con V50 nó lại không lấy nét được các bạn. Kể cả xa xa này nó cũng không lấy nét được mấy. Đó, cảm giác là như là lên 4K con V50 nó đuối hẳn hay sao ấy. Đây, các bác có thể thấy này. Con V50 gần như nó lên nét hơi kém. Em sẽ lại một cái chỗ nào khác chẳng hạn. Đây, cái này. Đấy, các bác có thể thấy đấy, nên 4K con V50 nó cảm giác kiểu gì ấy. Đây, còn các bác có thể thấy cái tán cây đằng sau nữa. Đấy, nhất là cái tán cây đằng sau kìa. Lên 4K thì con U11 nó vẫn cho cái chi tiết tốt hơn rất là nhiều. Đó. Ờ, cái tán cây này xem nào. Đấy, các bác có thể thấy không? Lại bông hoa nó tối tối hơn một chút. Đây. Đó. Em thấy thực tế là khi mà lên 4K là con V50 nó lấy nét kém hẳn đấy anh ấy. Kém hơn hẳn luôn ấy. Không hiểu là lý do gì. Và cái màu sắc của nó cảm giác nó hơi nhạt nhạt. Thôi được rồi. Trên cái màn hình thì em đang thấy như thế. Đó, thử chạy một tí nhá.
nếu muốn ca thì có khi chạy là nó sẽ rung lắc hết thôi, nhưng mà cứ chạy đi không sao cả, mình đang có thời gian mà. Rồi ok, chạy thế thôi. Đây có một cái chữ này đó, và cái tán cây hôm nãy, cái lá cờ hôm nãy đây đó. Đó, các bác có thể thấy đây đấy, cảm giác là lên 4K còn V50 nó kém hơn rất là nhiều luôn. Ôi trời, cái này thì nhục cho nhà LG quá. Mình đứng đường là mà admin hội LG mà đi dìm hàng LG này. Thôi không sao. Thực tế như thế nào thì nói là như thế thôi, không ai có thể là phản biện được. Đây, đó. À, thực ra là các bạn ạ, từ nãy giờ em cái con LG ấy, thì trước tiên là em đã tắt cái HDR nhá, tắt cái HDR này và tắt cái ghi đều đặn nữa các bạn. Đấy thì dẫn đến là em cũng không hiểu là hai cái đấy nó sẽ ảnh hưởng gì nhiều không. Em nghĩ là nó có ảnh hưởng đấy, nhưng mà cái con U11 thì không có chỗ để bật hai cái đấy. Con U11 không có thấy chỗ nào để tắt bật HDR ấy, cho nên giờ em sẽ thử bật HDR của con V50 lên và bật cả cái ghi đều đặn lên nữa, và sẽ để nó ở cái 60fps nhá, để chạy xem nó thế nào nhá. Rồi ok. Rồi ok các bác, thì đây là cái video full HD 30fps thôi nhá. Thì vừa nãy em có bảo là bật cái HDR và cái ghi đều đặn lên thì chỉ ở chế độ 30fps thôi thì nó mới bật được cái HDR. Khi mà lên đến 60fps thì nó sẽ không bật được HDR, cho nên em phải để ở 30fps hai con, và con V50 thì có bật HDR và bật cả ghi đều đặn nữa. Đấy thì các bác thấy đấy, đang đi bộ lại cái chỗ kia. Thử chạy xem nào, ghi đều đặn ở đây đó. Con U1 thì nó không có chỗ để mà bật mấy cái đấy, không có chỗ để bật HDR, tìm mãi không thấy, hoặc là cái đời đấy nó không chưa có thì phải, thì không biết. Đấy thì đây các bác có thể thấy này, vẫn là cái bông hoa hôm nãy thôi. Thì khi mà để cái chế độ 30fps này thì con V50 đúng là nó lấy nét tốt hơn rất là nhiều, chi tiết hơn, tốt hơn con U11 nữa. Đấy thì em sẽ trở lại cái bông hoa sáng hơn đây. Đấy, các bác có thể thấy đấy. Đó. Và sẽ cho lên cái cây thông lúc nãy. Đấy. Ok các bác, thì đây, khi mà đưa lên cái ở cái 30F này thì em thấy vẫn là con V50 nó cho cái chi tiết tốt hơn. Con V50 này hơi bệt rồi. Quên, con U11 này hơi mệt rồi. Đấy là ở 30fps nhá. Đấy. Con V50 ngon hơn nếu mà ở 30. Đấy, cái ánh đèn nhỉ. Đó. Tán cây nhá. Đó. Ok các bác. Thì bây giờ em sẽ chuyển sang cái cam trước xem thế nào nhá. Rồi ok, chuyển sang cam trước.
Rồi ok các bác, thì đây là cái video bằng cam trước giữa con V50 và U11. Thì hai con này nó đều là chỉ có đến Full HD 30 thôi, cho nên là nó không cần phải điều chỉnh gì cả và đều ở chế độ tự động hết. Đây các bác thấy này. Đó, nó tức là các bác ạ, U11 cam trước nó vẫn ngon hơn rất là nhiều. Ủa có cái gì không ạ? Đấy các bác có thể thấy này, đằng sau em này. Đấy, tán cây cái thứ này. Đó các bác thấy không? Đương nhiên là các bác có thể nhìn thấy là cái, các bác có thể là nhìn thấy là cái trên ảnh của các bác đang nhìn ấy, là cái con V50 nó bị kiểu là bị chớp chớp do cái tần số của ánh điện ấy. Đây, nhìn chỗ này này. Đấy. Thì cái đấy thì chắc bác cũng hiểu rồi, nhưng mà để về nói về cái màu sắc ấy, tự nhiên con V50 thì nó cho cái màu nó có vẻ là nó đẹp hơn một chút, nhưng mà để về độ chi tiết để các bác nhìn này. Đấy, các bác có thể thấy này, hoàn toàn là kém kinh khủng luôn. Đó, các bác có thể thấy này. Đó. Đó, em đi vào nơi tối hơn một chút nữa này. Đây, các bác có thể thấy đấy, tối hơn một chút nữa này. Đấy. Rồi. Đấy, các bác có thể thấy không? Con đôi một nó bá đạo chưa? Chơi vào nơi tối hơn một tí nữa. Đây. Cái này tối om luôn. Đó. Tối om luôn bên trên này. Thì cái này cũng không cần phải chạy đâu, tại vì cắm trước thì nó có đâu chung đúng đâu. Đấy, các bác có thể thấy đây, lại chỗ lá cờ này. À. À. Đó, các bác có thể thấy này. Đấy, hoàn toàn khác biệt luôn. Đó. Hoàn toàn khác biệt luôn. Cam trước U11 rất là bá đạo luôn. Em nghĩ là cái con G8 không thể ăn được cái cam trước của con U11 đâu. Đấy, các bạn thấy nó chi tiết như này cơ mà. Đấy. Quá kinh luôn. Đó. Các bạn thấy không? Một con điện thoại ra đời sau con V50 rất là nhiều mà nó đã làm được như thế này rồi. Tại sao LG nhà mình lại không làm được? Đó. Các bác đừng bảo là cài Gcam nhé, tại vì Gcam nó mỗi hãng nó sẽ khác nhau. Dùng cho mỗi hãng nó sẽ khác nhau. Cho nên là nếu như các bác bảo dùng Gcam ấy thì nó là do cái bản Gcam đấy nữa, cho nên là không thể nào mà so sánh Gcam được. Đây, các bác có thể thấy này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Cái chữ này này. Đấy, con U11 nó còn nhìn thấy. Các bác nhìn thấy không? Rõ ràng không? Con V50 thì như thì là... Trời ơi. Các bác nhìn thấy ánh điện này này. Hai con này em đã lau cái kính cam, kể cả cam trước, cam sau đều lau rất là kỹ càng luôn. Cho nên các bác yên tâm, không xước một tí nào đâu. Đó. Rồi ok. So sánh như thế này là quá đủ rồi. Các bác có thể là kết luận cho mỗi người, nhưng mà đối với em thì nếu như mà để mà so sánh cam ban đêm như thế này thì là con U11 vẫn thích hơn, vẫn sướng hơn. Đương nhiên ở cái chế độ 30fps thì con V50 nó lại ngon hơn, nhưng mà tổng thể thì con U11 nó cam sau nó sẽ quên cam ban đêm ấy nó sẽ ngon hơn. Đấy, bác nhìn thấy rõ ràng luôn ấy. Đó. Thôi em tạm dừng cái video này đây nhá. Tranh luận về LG và U11 đã quá là nhiều rồi. Thì các bác là thôi chúng ta đã thua mẹ rồi. Nó thật được các bác là V50 thua rồi. Thế nên là em cũng không có gì để nói nữa. Chán quá thì. Nhưng mà thôi. Thua thì là thua. Còn bác nào mà muốn bảo thủ nữa thì kệ các bác thôi. Em thì cũng không phải là một thành phần bảo thủ quá. Cái gì thắng là thắng và thua vẫn là thua thôi. Đấy, các bác nhìn thấy này, cam trước quá kinh luôn. Đấy. Rồi ok. Chào các bác nhé.